Ta chỉ tùy tiện nói giết chó, ngươi đã nổi nóng vậy rồi hả? Nè, bên ngoài cũng có nhiều người giết heo đó, có phải ngươi cũng giết họ không? Ngươi đừng có giả điên nữa. Ta không hiểu ngươi nói gì. Các nghĩa sĩ Nhật Nguyệt hội ở Hàng Châu để cho ngươi hại chết. Nè, ngươi đừng nói bậy nha, nghĩa sĩ Nhật Nguyệt hội gì chứ? Ngươi còn không nhận? Ngươi còn nhớ mười mấy mạng người của đoàn hát Thái Hòa Thiên không? Nè, cái chết của họ liên quan gì ta? Họ là nghĩa sĩ Nhật Nguyệt hội. Nếu ngươi không đem thi thể của nghĩa sĩ đó trở về, làm lộ thân phận của họ, thì làm sao họ bị quan binh đuổi cùng giết tận chứ? Ta không hề biết họ là nghĩa sĩ Nhật Nguyệt hội. Tục ngữ nói không biết không có tội, sao các người trách ta? À, vậy các người muốn đem chuyện đó đổ hết lên người ta chứ gì? Vậy được, vào ngày quyết đấu các người thắng ta đi. Có cầu thắng làm vua, thua làm giặc. Tới lúc đó các người có thể trút hết cơn giận. Ê, nhưng mà đã thấy qua công phu của huynh hình như là ngươi. Nè, bỏ đi. Hồng đại ca, Hồng đại ca, thì ra đúng là huynh ở đây làm tôi tìm muốn chết. Mấy hôm trước tôi có nói với anh Trung hôm nay sẽ tới tìm huynh. Huynh ấy có nói với huynh chưa? Để ấy không có nói. Tôi có mang thức ăn cho huynh nè, ăn xong rồi tập tiếp. Cứ để xuống đi. Huynh ăn trước đi mà. Cứ để xuống đi, tôi phải luyện công nữa. Đừng có đạp xuống. Xém chút huynh đạp chết con ếch đó rồi. Hồng đại ca, luyện công cũng cần ăn cơm. Không lẽ huynh luyện công sẽ no sao? Hay là như vậy, chúng ta cùng ăn nha. Nếu không bánh bao sẽ nguội mất. Linh Nhi à, tôi đang luyện công mà, cô về trước đi. Luyện công xong rồi nói có được không? Hồng đại ca, áo của huynh. Đừng có phiền tôi nữa, cô phiền tôi luyện công đó. Huynh cần gì lớn tiếng vậy chứ? Người ta tốt bụng muốn nói cho huynh biết áo huynh bị rách, muốn giá lại cho huynh, bây giờ không làm nữa. Trùng Nhiên Di Kinh, Phát Chi Dĩ Kình, Kinh Kình. Đại sư huynh, mà tới đi. Có thể đây là lần cuối ta gọi huynh vậy đó. Đừng nói nhiều nữa. Đại sư huynh, đúng là có tiến bộ mà vẫn không đánh lại ta. Còn tùy chi gì nữa không? Đem ra hết đi. Đại sư huynh, đại sư huynh hay lắm. Đại sư huynh dạy tối. Hay lắm sư huynh. Thế Ngọc, người đã thua rồi, biết phải làm sao rồi chứ? Tôi xin lỗi đại sư huynh. Wow, đại sư huynh, huynh đúng là lợi hại nha. Đại sư huynh, công phu của huynh lợi hại quá. Đúng đó, lần này đánh bại Phương Thế Ngọc, coi hắn có còn dám hống hách nữa hay không. Sư bá, mày tới đây làm gì? Con tới tạ sư bá chỉ điểm cho đệ tử. Chỉ điểm?
Chỉ điểm cái gì? Tôn Nhiên Di Kinh, Phát Chi Dĩ Kinh. Kinh kinh thì ra đúng là sư bá. Cái gì chứ? Nói gì vậy, tao không hiểu gì hết trơn à. Mà phải rồi, tại sao ngươi lại biết chữ kinh kinh? Bộ sư bá không hiểu sao? Ngươi giả dờ gì nữa? Ta tới đây lâu vậy rồi, đừng nói là kinh kinh, phát kinh, thông kinh, kinh kinh ta đều biết hết. Ê, ngươi đừng vọng tưởng ta không dạy ngươi võ công đâu. Nếu dạy ta chỉ dạy một người, đó chính là Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc. Xin chào mọi người. Nè, có chuyện gì? Tại sao đi làm vậy? Ta làm chuyện gì? Ta muốn biết tại sao đây lại giúp ta. Ta không hiểu nói gì hết. Ta đi trước. Khoan đã. Mặt nạ này tìm được trên giường của đệ. Đệ chính là người thần bí đã dạy ta kinh kịch. Phải. Tại sao đi làm vậy? Tại sao lại giúp ta? Con người của ta chỉ ham chơi, nhưng mà ta vẫn còn biết thế nào là đúng thế nào sai. Hôm đó ta vô tình hại chết nghĩa sĩ của Nhật Nguyệt Hội. Tuy rằng ta không cố ý, nhưng mà ta cũng cảm thấy bất an lắm. Cho nên đệ mới giúp ta đánh thắng đệ, để đệ được yên lòng một chút sao? Nha. Vậy cũng không phải. Ta thấy huynh không phát huy được hết, cho nên ta mới giúp huynh hiểu được kinh kình. Ta không nghĩ huynh sẽ thắng ta. Ta đã cố gắng hết sức rồi. Huynh thắng ta là thắng có ý chí. Ta rất rất khâm phục huynh. Thật đó. Ta biết thường ngày ta rất vô lễ với huynh, làm gì cũng không biết lớn nhỏ, nhưng mà ta biết chắc chắn là huynh sẽ không trách ta đâu. Hả đại sư huynh? Vậy sau này mấy huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau đồng tâm tương trợ. Bọn ta cũng vậy, đồng tâm tương trợ. Đúng đó. Còn đứng đây làm gì nữa? Luyện công đi. Luyện công hả? Luyện công, luyện công. Thật là hỗn láo. Sư phụ. Sư phụ. Trong lòng các con còn biết tới người sư phụ này sao? Dám giấu ta tiến hành quyết đấu, có biết làm vậy là vi phạm tử quy không? Sư phụ à, chuyện này không liên quan tới sư đệ. Chuyện tỷ võ cho con đề nghị trước. À, không phải đâu sư phụ, là con chọc giận đại sư huynh trước. Nếu muốn phạt cứ phạt. Không phải đâu sư phụ à. Huynh đừng nói nữa. Sư phụ, chuyện này do con không đúng. Người không thể phạt một mình đại sư huynh. Thế Ngọc. Các con không cần giành. Năm đứa con đều phải bị phạt. Nếu có nhiều sức lực như vậy, ta phạt mỗi đứa gánh 100 thùng nước. Mau làm đi. Dạ. Dạ sư phụ.